Cộng đồng mạng quốc tế sửng sốt khi nghe blogger người Mỹ bóc trần sự thật chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam rất khác Trung Quốc. Xin chào các bạn khán giả đã quay trở lại với kênh Netizen React. Các bạn thân mến, mới đây khi đang lang thang trên YouTube để tìm video nào đó hay ho để xem, đang ngái ngủ thì bất ngờ đập vào mắt mình là một đoạn video hết sức kỳ lạ. Video có tiêu đề Sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc, được đăng tải bởi một YouTuber khá nổi tiếng là Laowai86. Nếu bạn nào biết tiếng Trung thì sẽ hiểu, Laowai ở đây có nghĩa là người nước ngoài, đặc biệt là để chỉ phương Tây. Sau khi tìm hiểu thì mình biết được rằng anh chàng này là người nước ngoài, đã sống ở Trung Quốc 10 năm rồi nên khá hiểu về cách quản lý của chính quyền ông Tập. Anh ấy cũng từng tìm hiểu và đi du lịch đến Việt Nam rất nhiều lần, vì thế cũng có sự thấu hiểu nhất định về đất nước chúng ta. Video này đã đăng tải khá lâu rồi nhưng không hề mất đi tính thời sự chút nào. Hơn nữa thì ngồi lắng nghe một anh chàng Tây so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc thì cũng khá là thú vị đấy chứ nhỉ. Nên ngay bây giờ, xin mời các bạn hãy cùng mình tìm hiểu xem anh ấy nói gì nhé. Cụ thể, giọng điệu hết sức trôi chảy và nghiêm túc, có chuẩn bị từ trước, anh chàng Laowai đã trình bày nội dung như sau. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sự khác nhau giữa chủ nghĩa cộng sản của Việt Nam và Trung Quốc. Mới nhìn qua thì có vẻ như hai quốc gia này khá giống nhau, là đồng minh của nhau, có tư tưởng chung là không thích phương Tây và có sự gần gũi về đời sống văn hóa. Thế nhưng nếu bạn chính thức đặt chân vào hai quốc gia này thì bạn sẽ nhìn thấy sự khác biệt rất rõ rệt. Ở Trung Quốc có nhiều các tòa nhà chọc trời màu xám. Màu xám và những màu sắc nhạt nhẽo được sử dụng ở rất nhiều nơi. Tuy nhiên, ở Việt Nam tuy có vẻ nghèo và kém hiện đại hơn, nhưng Việt Nam có rất nhiều tòa nhà được xây dựng với màu sắc sặc sỡ, có nhiều kiến trúc của phương Tây như của Pháp, của Ý. Nhìn vào hệ thống chính trị của hai nước thì bạn sẽ nhận ra sự khác biệt rất lớn. Trung Quốc đã có thời gian chìm trong nội chiến với Nhật Bản, lâu dần khiến cho hệ tư tưởng của chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc trở nên rất tiêu cực. Các bạn có thể thấy Trung Quốc thường tự xem mình là trung tâm của vũ trụ, bắt buộc các quốc gia khác phải nể năng và tôn trọng mình. Tuy nhiên, chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam lại được hình thành theo cách khác. Chủ nghĩa Việt Nam được sử dụng để thống nhất dân tộc, để cả quốc gia cùng nhau giành lại độc lập, chống lại sự thống trị của Pháp và Mỹ sau đó. Ngược lại, khá khó hiểu khi người Trung Quốc lại thường xem rằng Việt Nam từng là một phần của họ, điển hình như trong cách đặt tên. Trung Quốc đặt tên cho Việt Nam là Huế Nắn, nghĩa là phía nam của Trung Quốc. Cách tiếp cận hậu chiến tranh của Việt Nam cũng rất khác. Việt Nam luôn luôn bao dung và sẵn sàng tha thứ cho những quốc gia từng làm hại xâm chiếm đất nước mình. Ngược lại, Trung Quốc vẫn có tư tưởng hà khắc và họ luôn làm lè để chiếm biển đảo của Việt Nam. Điều này chưa bao giờ được người Trung Quốc công nhận một cách rõ ràng, cũng chưa bao giờ có một lời xin lỗi. Một phần rất quan trọng mà tôi muốn nói ở đây chính là cách quản lý đất nước. Thực tế là Việt Nam cho đến nay vẫn không hạn chế phần lớn các phương tiện truyền thông xã hội và cho phép người dân tiếp cận thoải mái với thế giới bên ngoài. Có nghĩa rằng người Việt Nam rất ý thức về những gì đã xảy ra ở nước khác. Trong khi đó, Trung Quốc quản lý dân chúng của họ bằng cách chặn tất cả phương tiện truyền thông xã hội. Việc này làm giới hạn khả năng học tiếng Anh cho người dân Trung Quốc cũng như giới hạn thế giới quan của họ. Tôi thực sự nhận thấy điều đó rất mạnh mẽ với những người trẻ mà chúng tôi đã gặp ở Việt Nam. Ở đó có rất nhiều sự giao thoa văn hóa. Bạn sẽ không tìm thấy cảm giác tuyệt vời đó khi ở Trung Quốc. Trung Quốc là chủ nghĩa dân tộc mù quáng, còn Việt Nam theo chủ nghĩa dân tộc tự do. Người dân phải được hạnh phúc, đó là mục tiêu cuối cùng. Đó cũng là lý do mà tôi muốn rời khỏi Trung Quốc sau vài năm sinh sống. Các bạn thân mến, đó là tóm tắt những gì mà anh chàng Laowai86 đã phân tích trong video của mình. Mình thì khá bất ngờ khi không nghĩ rằng một người nước ngoài lại có thể thấu hiểu và nói về Việt Nam một cách thấu đáo đến như vậy. Có lẽ vì những chia sẻ rất khách quan và chân thành như vậy, nên đến nay video của anh chàng đã thu hút được một lượng view khủng, hơn 700.000 lượt xem cùng với hơn 7.000 lượt bình luận từ cộng đồng mạng quốc tế. Vậy họ đã nói gì? Bây giờ chúng ta cùng lăn con trỏ xuống dưới phần bình luận và cùng nhau đọc một vài bình luận nha. Tôi đã dành thời gian giảng dạy ở cả Trung Quốc và Việt Nam và đồng tình với những phát hiện của bạn. Việt Nam đã thoải mái, vui vẻ và ham học hỏi hơn rất nhiều. Tôi đã gặp nhiều người Trung Quốc rất thân thiện nhưng sẽ thì thầm những điều với tôi để không ai nghe thấy vì sợ hãi. Như ở Việt Nam, tôi nhận thấy nhiều người cởi mở và tự do trong cuộc trò chuyện của họ. Dù ở Trung Quốc lúc nào tôi cũng cảm thấy hơi sợ hãi, nhưng ở Việt Nam thì chưa bao giờ cảm thấy như vậy. Tôi đến thăm Việt Nam, tôi đã bị sốc khi thấy xã hội này có vẻ cởi mở như thế nào. Đặc biệt là với Internet, những người Việt Nam mà tôi gặp rất thân thiện và cởi mở. Nhiều bạn trẻ ở Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh có thể nói tiếng Anh. Thật thú vị khi xem tất cả các bảo tàng lịch sử của chính phủ Cộng sản. Ở Mỹ, chúng tôi luôn được dạy về thất bại của chúng tôi ở Việt Nam và cuộc chiến kinh hoàng như thế nào. Vì vậy, tôi không ngạc nhiên khi mọi người nghĩ rằng người Việt Nam sẽ ghét chúng tôi, nhưng họ là những người rất vị tha và tốt bụng. Tôi không phải là cộng sản, nhưng Hồ Chí Minh hơn Mao Trạch Đông rất nhiều. Việt Nam cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc loại bỏ chế độ Khmer Đỏ siết người khỏi quyền lực ở Campuchia, và họ là một quốc gia tương đối hòa bình kể từ đó. Thật sự rất khó để ghét người Việt Nam. Người Việt Nam là những người lạnh lùng và tự do. Tôi thậm chí không cảm thấy rằng đất nước này là cộng sản, rất an toàn và thân thiện. Cảm ơn đã nói chuyện về chủ đề này. Tôi là một giáo viên ở Hà Nội, Việt Nam, và nhiều người không nhận ra sự khác biệt giữa chủ nghĩa cộng sản ở Trung Quốc và Việt Nam. Tôi đã sống ở đất nước này được 5 năm và có những trải nghiệm tích cực với chính phủ ở đây vì họ thực sự quan tâm đến người dân và lợi ích của họ. Tôi đã từng đến Việt Nam cho một chuyến công tác và đã lớn lên cùng với tuyên truyền chống cộng gần như cả đời. Tôi không thể tin rằng nơi này và con người ở đó tốt hơn, hài lòng và tự do hơn tôi tưởng rất nhiều. Mọi người rất hiếu khách và thân thiện. Bạn không thể tưởng tượng được họ là hậu duệ của những chiến binh dũng cảm và những người theo chủ nghĩa dân tộc, những người đã từng khiến hai siêu cường phải quỳ gối. Theo tôi, Việt Nam là đất nước đẹp nhất trên trái đất. Các thành phố, nông thôn, phong cảnh, ẩm thực, văn hóa và đặc biệt là con người. Người Việt Nam thật ấm áp và vui vẻ. Sau chuyến đi đầu tiên của tôi đã bị cuốn hút và bây giờ tôi quay trở lại mỗi năm, đất nước và con người tươi đẹp. Người Việt Nam có cách tiếp cận chủ nghĩa cộng sản mềm mại hơn so với người Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Cho đến nay nó có vẻ tốt hơn nhiều so với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Nói tóm lại, họ đang sử dụng chủ nghĩa cộng sản theo cách nó được dự định sử dụng khi nó được phát minh ra. Ngay cả khi là một người thích dân chủ, tôi rất tôn trọng người dân Việt Nam và sự tha thứ của họ đối với các quốc gia khác đã từng chống lại họ. Việt Nam chống Pháp, Nhật, Mỹ, Tàu. Tôi thực sự ngưỡng mộ và tôn trọng họ, những người đáng yêu. Tôi muốn đến thăm một ngày nào đó. Các bạn thân mến, vừa rồi là một số nhỏ trong tổng cộng hơn 7.000 bình luận của Netizen quốc tế bên dưới video này. Không biết các bạn cảm thấy thế nào? Còn mình, một người Việt Nam yêu nước, gần như là đã khóc khi đọc những bình luận. Mình chỉ muốn nói lời cảm ơn đến tất cả các bạn nước ngoài vì đã ủng hộ và yêu mến đất nước Việt Nam bằng cách đặc biệt như thế. Quay trở lại với video của anh bạn người nước ngoài, chúng ta cùng thử phân tích một chút nhé. Anh chàng Laowai đã nhận ra rằng cách ứng xử hậu chiến tranh của Việt Nam là rất văn minh, rất bao dung và nhẹ nhàng, là cộng sản nhưng không hà khắc. Đó là chân lý đã thấm vào máu thịt của bao thế hệ người Việt Nam. Việt Nam chơi là chiến, đụng là trụng, nhưng chúng ta cũng là dân tộc dễ tha thứ nhất trên thế giới. Tuy nhiên, nếu nói Việt Nam giống Trung Quốc ở chỗ luôn coi phương Tây là kẻ thù thì cũng không phải. Việt Nam chưa bao giờ coi phương Tây là kẻ thù. Việt Nam muốn phương Tây đầu tư mạnh vào kinh tế và văn hóa sang Việt Nam, và chúng tôi luôn chào đón bạn bè quốc tế đến Việt Nam. Cho nên, người Việt Nam dù luôn ghi nhớ lịch sử, nhưng không cay cú, không thù dai. Đơn giản, đó là tâm thế của kẻ thắng cuộc. Nếu không bước qua được nỗi đau của quá khứ, thì làm sao có thể đặt chân đến tương lai? Vậy nên có thể nói Việt Nam hơn Trung Quốc ở chỗ biết rũ bỏ hiện tại hướng đến tương lai, một nhận định không sai chút nào. Nói tóm lại, nhiều người nước ngoài và người Trung Quốc cho rằng Việt Nam là nước xã hội chủ nghĩa thì sẽ giống Trung Quốc. Đây là suy nghĩ kiểu chủ quan hoặc cố tình đánh đồng Việt Nam với Trung Quốc. Xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam khá đơn thuần, không như xã hội chủ nghĩa theo kiểu phong kiến như ở Trung Quốc. Do vậy, là những người Việt Nam thì chúng ta hãy tiếp tục mang hình ảnh Việt Nam đẹp đẽ như vậy, lan tỏa rộng ra cho nhiều người nước ngoài được biết. Chỉ cần một cá nhân trong chúng ta ngày càng tốt đẹp hơn thì xã hội Việt Nam sẽ ngày càng thêm giàu mạnh. Đó mới là giá trị tồn tại của một quốc gia, chứ không chỉ đơn thuần trong việc người dân trong quốc gia đó có giàu có hay không, có phát triển mạnh mẽ về quân sự, kinh tế hay không. Còn các bạn thì sao? Hãy bình luận bên dưới những quan điểm của bạn nhé! Đến đây thì kênh Netizen React phải nói lời tạm biệt tất cả các bạn. Chúc các bạn có những phút giây xem video vui vẻ. Đừng quên cho mình một like, một comment và đăng ký kênh để mình có nhiều động lực làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại!